Tuấn Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Khi nhắc về xe máy, thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng xe máy nhập khẩu từ Thái Lan là tốt nhất. Và cứ như một điều mặc định, nếu có dư giả một chút về phần tài chính thì người tiêu dùng Việt Nam chúng ta sẽ mua ngay một mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan, chứ không chọn xe máy của các nước khác, thậm chí kể cả Việt Nam chúng ta. Mình nhấn mạnh ở đây là dư giả về tài chính các bạn nha. Vậy xe máy nhập khẩu từ Thái Lan và xe máy Việt Nam chúng ta có gì khác nhau mà người Việt Nam lại chuộng đến như vậy? Thì thông qua video ngày hôm nay, top 5 sẽ bằng ý kiến chủ quan của cá nhân mình điểm ra những nét khác biệt chính giữa xe máy Việt Nam và xe máy nhập khẩu từ Thái Lan. Điều đầu tiên mình muốn nói tới chính là một yếu tố khách quan đem lại, đó là tâm lý. Quay lại lịch sử một chút, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây là chiếc xe Honda Dream huyền thoại một thời của Thái Lan, được mệnh danh là kim vàng giọt lệ ở thời điểm đó, và được giới nhà giàu Việt Nam chúng ta tìm mua rất nhiều. Với số tiền bỏ ra mà đổi ra vàng ấy, thì thời điểm hiện tại bây giờ có thể mua được cả một chiếc ô tô xịn các bạn nha. Do đó, sức hút của xe máy Thái đã ăn sâu vào tâm trí của người tiêu dùng Việt Nam chúng ta từ rất lâu rồi. Và đây có lẽ là yếu tố khách quan khiến cho người Việt chuộng dòng xe máy Thái đến như vậy. Và bên cạnh những yếu tố khách quan đem lại thì tôi đang có thể điểm qua 4 điểm khác biệt và là yếu tố chủ quan giúp cho xe máy Thái được ưa chuộng hơn xe máy Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Điểm khác biệt đầu tiên đó là nước sơn. Đối với xe máy Thái Lan thì nước sơn ấy từ trong ra ngoài đều khá dày, và nước sơn lại tốt ấy nên ấy cực kỳ khó phai dù cho chiếc xe đó đã qua rất nhiều năm sử dụng. Các bạn có thể lưu ý đó là về phần nước sơn, yếu tố đầu tiên. Cái điểm khác biệt thứ hai là phụ tùng máy móc. Hiện tại máy móc của xe Thái Lan phải khẳng định một điều là cực kỳ ngon. Do có nhiều nguyên nhân nên ấy, máy móc của xe máy Thái Lan thường ngon hơn so với những chiếc xe lắp ráp tại Việt Nam chúng ta. Nguyên nhân đầu tiên là xe máy ở Thái Lan nhá, người ta kiểm định chất lượng nghiêm ngặt hơn so với ở Việt Nam. Mặt khác, khí hậu và thời tiết tại Thái Lan nóng hơn nên chất lượng phụ tùng phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn về độ bền bỉ của các cái phụ tùng đó. Thêm nữa, nhiều người cho rằng xe nhập khẩu từ châu Âu về lúc nào cũng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Vì ở khí hậu ở châu Âu thường lạnh, khi nhập về Việt Nam chúng ta gặp khí hậu nóng sẽ khiến cho phụ tùng nhanh bị hư hỏng hơn. Trong khi đó, điều kiện khí hậu ở Thái Lan lại khá giống với Việt Nam chúng ta, thậm chí còn nóng hơn đôi chút, nên chất lượng của xe Thái lại cực kỳ ổn khi được điều khiển và sử dụng tại Việt Nam chúng ta. Đó, mình có thể nói về cái nội dung phụ tùng và máy móc như vậy. Về điểm khác biệt thứ ba mình muốn nhấn mạnh tới đó là dàn nhựa của xe. Dàn nhựa xe của Thái thường khá tốt và dày. Không những vậy thì màu sơn của dàn nhựa cũng khá là đẹp các bạn nha. Không dễ bị phai màu. Dù có dựng xe ở chỗ nắng thì các bạn cũng không phải lo về sự xuống màu của dàn áo. Và test thử nghiệm giữa xe máy Thái và xe Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều những diễn đàn đã nói ra điều này rồi. Và chắc các bạn rằng khi các bạn đã trải nghiệm và cảm nhận hai dòng xe này sẽ thấy được rõ cái điểm khác biệt giữa hai mẫu xe. Đó là phần dàn nhựa của xe. Điểm mà khác biệt cuối cùng thứ tư đó là động cơ và vận hành. Cái điểm khác biệt đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được khi các bạn cầm lái chiếc xe đó là chiếc xe của Thái Lan. Nó cho ra một tiếng nổ cực kỳ êm hơn hẳn so với những cái mẫu xe được sản xuất này và lắp ráp tại Việt Nam chúng ta. Ngoài ra thì khi các bạn ấy điều khiển những chiếc xe máy của Thái thường sẽ đầm xe hơn và không bị rung nắc như những chiếc xe nội địa sản xuất trong nước hay một số những mẫu xe sản xuất ở khu vực Đông Nam Á, kể cả Indonesia, Malaysia các bạn nha. Tuy nhiên thì đó là cảm nhận của một số khách hàng đã sành về xe này và biết chơi xe. Còn những khách hàng bình thường thông thường ấy, khi cầm lái thì cả hai mẫu xe Việt Nam và Thái Lan đều gần như phục vụ rất tốt cái nhu cầu đi lại của từng người. Và để các bạn có thể hiểu rõ được minh chứng rất cụ thể cho cái nội dung bằng 5 cái lý do, 1 lý do khách quan và 4 lý do chủ quan cái điểm khác biệt giữa hai mẫu xe Thái Lan và Việt Nam, thì mình có thể điểm qua những nét ví dụ bằng những cái mẫu xe số phổ thông luôn các bạn nha. Với một mẫu xe như mẫu xe Way 110i của Thái, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Khi nhập về Việt Nam chúng ta thì giá bán của nó đã bị đẩy lên khá là cao. Thường thì có rất nhiều lý do, thường tiền thuế má, rất nhiều các nội dung khác nhau, mình không bàn đến các nội dung đó. Nhưng hiện tại giá bán của nó đâu đó cũng vào khoảng tầm từ 60 đến 70 triệu cho mẫu xe đó. Một mức giá bán cũng khá là cao trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nếu để so sánh với Việt Nam chúng ta thì mẫu xe đó nó khá giống với cái dòng xe Way S trước đây tại Việt Nam chúng ta. Và rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên ấy, nếu các bạn nhìn ở ngoài, các bạn có thể thấy rõ được cái độ hoàn thiện của nó cực kỳ tốt và ok đến như thế nào với những cái mẫu xe từ Thái Lan.
độ hoàn thiện rất tốt, cục máy cực kỳ êm, đem đến những cảm giác trải nghiệm rất tốt luôn các bạn nha. Đấy, mình có thể lấy ví dụ trên dòng xe Way 110i của Thái hiện tại đã có mặt ở Việt Nam chúng ta rồi và đang được bày bán tại một số đại lý tư nhân ở khu vực miền Nam. Mình có thể nói về mẫu xe đó đầu tiên. Cái điều thứ hai mình muốn nói tới đó là mẫu xe Way 125i, đặc biệt luôn là phiên bản đã được ra mắt tại thị trường Thái Lan và rất nhiều bạn hy vọng rằng Future Việt Nam chúng ta cũng sẽ có, và chắc chắn một điều các bạn ấy cũng sẽ có sự thay đổi tương tự như thế này mà thôi đối với dòng xe Honda Future tại Việt Nam chúng ta. Trước đây với mẫu xe Way 125i phiên bản từ năm 2022 trở về trước nha, thường giá bán của nó cũng rất là cao, lên tới 80 đến 90 triệu, thậm chí gần 100 triệu với mẫu xe Way 125i của Thái. Trong khi đó thì Future tại Việt Nam chúng ta giá bán chỉ đâu đó vào khoảng tầm là 30 triệu, có những thời điểm cao nhất cũng chỉ 40 triệu là cùng thôi, tức là cao gấp 3 lần so với mẫu xe Future tại Việt Nam chúng ta, trong khi cả hai mẫu xe đều giống nhau gần như đến 100%. Giống nhau đến 100% các bạn nha. Nó chỉ khác biệt là đất nước này sản xuất và đất nước kia sản xuất mà thôi. Và điều đặc biệt hơn nữa là quá trình vừa rồi thì Honda Thái Lan đã tạo dựng ra một cái phiên bản cực kỳ ok nữa, đó là chiếc xe Way 125i của Thái. Way 125i của Thái phiên bản mới nhất năm 2023 với rất nhiều những cái điểm được nâng cấp trên xe các bạn nha. Từ phần thiết kế của xe, đầu xe được thay đổi này, đuôi xe cũng được thay đổi này, các bạn có thể theo dõi trên màn hình bằng những hình ảnh cụ thể của phiên bản Way 125i mới nhất của năm 2023. Đầu xe thiết kế bóng bẩy đẹp hơn, hệ thống đèn pha LED toàn bộ này, đèn hậu LED rất nhiều luôn. Thiết kế khung sườn cũng được thay đổi, giảm trọng lượng của xe đi để đem đến những trải nghiệm mới mẻ hơn. Khối động cơ cũng được tinh chỉnh lại bằng những cái động cơ mới của Honda để cho ra mức tiêu hao nhiên liệu gần như là lý tưởng của một dòng xe số phổ thông, đó là 1,4 lít trên 100 km. 1,4 lít trên 100 km các bạn nha. Cực kỳ tiết kiệm xăng cho mẫu xe Honda Way 125i phiên bản mới nhất năm 2023. Ngoài ra thì có một số những cái thay đổi nữa, đó là màu sắc của xe thì đẹp hơn, phong cách hơn. Đây là một cái điều mình cũng đã nhấn mạnh rồi. Màu sắc rất đẹp, nước sơn rất tốt trên mẫu xe, những cái mẫu xe của Thái. Và mặt đồng hồ cũng được thay đổi để tạo dựng lên cho các bạn những cái gì đó gọi là bóng bẩy hơn, đẹp hơn, phong cách hơn. Nó có thêm những cái vị trí để đồ phía trước, cốp xe ở phía bên trong rất là rộng để các bạn có thể thoải mái để các vật dụng cá nhân khác nhau với mẫu xe Way 125i của Thái. Bằng những ảnh cụ thể các bạn có thể theo dõi một cách chi tiết trên màn hình. Và rất hy vọng rằng tại Việt Nam chúng ta trong thời gian tới, mẫu xe Future 125i sẽ được nâng cấp chỉ cần như thế này thôi. Chỉ cần như thế này thôi. Và giá bán cũng chỉ đâu đó vào khoảng tầm 35-36 triệu thì mình nghĩ mẫu xe đó sẽ cực kỳ ăn khách ở thời điểm hiện tại. Còn với mẫu xe Way 125i của Thái này, nếu như vào nhập về Việt Nam chúng ta thì mình nghĩ giá bán không dưới 90 triệu đâu. Không dưới 90 triệu đâu các bạn nha. Vì hiện tại phiên bản cũ cũng đã đâu đó vào khoảng tầm 91, 92, 93, 94 rồi. Còn cái mẫu xe này khi nhập về Việt Nam chúng ta với những nâng cấp rất là tiên tiến như thế này, khối động cơ cũng được tinh chỉnh lại mới mẻ hơn, thì mình nghĩ không dưới 90 triệu với mẫu xe Way 125i phiên bản mới nhất của năm 2023. Và với những cái điểm khác biệt giữa mẫu xe của Thái Lan và mẫu xe của Việt Nam bằng ý kiến chủ quan của cá nhân top 5, muốn điểm qua thông tin ở video ngày hôm nay nhấn mạnh tới gửi tới các bạn ấy, thì mong rằng các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét để chúng ta cùng nhau bổ sung cho video của top 5 hoàn thiện hơn. Với đây là ý kiến chủ quan thôi, các bạn cùng góp ý vào để thấy được những điểm khác biệt là tại sao người Việt lại ưa chuộng những mẫu xe của Thái hơn những mẫu xe của các nước khác, và thậm chí kể cả hơn mẫu xe tại Việt Nam chúng ta. Mình có thể điểm qua 5 lý do như vậy các bạn nha. 1 khách quan và 4 chủ quan. Rồi, cáo đã rõ đề của mình. Nếu mà các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.